Nếu cho, hãy cho một cách tử tế. Một, đừng nghĩ rằng mình cho người ta cái gì thì họ phải mang ơn mình cả đời. Cho đi là gửi tặng người khác với tấm lòng trân trọng, đừng vì thế mà cho rằng mình hơn người. Hai, người tốt thì không cần báo đáp. Cho đi quan trọng là tâm ý. Hãy cho đi để làm sao người nhận không cảm thấy bị ban ơn, để làm sao người cho và người nhận đều cảm thấy an vui, hoan hỷ. 3. Giá trị của việc cho đi không nằm ở giá trị mà ở tấm lòng. Chẳng ai trở nên nghèo túng vì cho đi. 4. Ai cũng có thể cho đi, nhưng cách cho lại là thứ quyết định phẩm giá của mỗi người. Cách ứng xử và hành động của bạn sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. 5. Cho đi là nhận lại, là còn mãi. Điều tốt cho đi sẽ luôn quay trở lại theo một cách khác còn tốt đẹp hơn. Đôi khi có những người hoàn toàn xa lạ, không chút thân tình lại sẵn sàng giúp đỡ ta vô điều kiện. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu ai cũng cho đi mà không màng nhận lại.